bốn thứ tình cảm tuổi già nhất định phải giữ. Kính thưa quý vị, 50 tuổi không phải rất già, nhưng trong nháy mắt sẽ là 60 tuổi, cũng gần đến tuổi về hưu. Mọi thứ đều phải chuẩn bị trước để cuộc sống không bị hỗn loạn. Khi một người 50 tuổi, về cơ bản đã hoàn thiện về nhiều mặt, sự nghiệp phát triển ổn định, có một số tiền tiết kiệm, phần lớn con cái ra trường bắt đầu tự lập. Mặc dù có người đến 50 tuổi mới bắt đầu hưng thịnh và từ từ vươn lên, nhưng khó khăn vươn lên còn lớn hơn cả những người trẻ tuổi. Những người trên 50 cần giữ được bốn thứ này để sống an nhàn, hạnh phúc. Giữ tình nghĩa vợ chồng. Khi chú Ngô ly hôn vợ năm 36 tuổi, chú tìm một người phụ nữ ít hơn mình 10 tuổi và kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, thời gian êm ấm chẳng kéo dài được bao lâu, chú lại ly hôn và không bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn nữa. Khi chú Ngô 52 tuổi, chú cảm thấy không thể sống một mình được nữa. Chú nhờ người đến nói chuyện mai mối, muốn tìm vợ. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, những người phụ nữ đến với chú chỉ vì tiền, chứ không vì tình cảm chân thành. Chú thường nói, khi nào già không đi được nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, khi nói ra điều này, chú bỗng trào nước mắt. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng nếu như không có người bạn đời ở bên là mất đi hạnh phúc gia đình. Khi ốm đau bệnh tật, sẽ không ai chăm sóc, mỗi ngày trôi qua ảm đạm. Những người trên 50 cần quan tâm nhiều hơn tới những người thân yêu xung quanh, cùng bạn đời nắm tay nhau khi về già. Lưu giữ tình cảm hiếu hảo, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Nếu bạn đã ngoài 50 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, thì điều đó là điều may mắn, không thể coi đó là gánh nặng. Nếu bố mẹ bạn ở quê, bạn có thể thường xuyên về thăm quê để tìm lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Ngoài ra, thật tuyệt khi hít thở hơi thở trong lành và cảm nhận sự bình dị của vùng nông thôn. Nếu bố mẹ bạn ở một thành phố nhỏ, bạn có thể tới và đi thường xuyên, thậm chí có thể đưa bố mẹ về sống chung. Trên cuộc đời này, người luôn mong muốn cho bạn ngày càng tốt hơn chỉ có thể là cha mẹ. Những người trên 50 tuổi giữ đạo hiếu với người lớn tuổi là làm gương để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy bạn không được nghĩ rằng mình giàu có và quyền lực mà quên đi những người lớn tuổi hơn mình. Giữ lấy tình bạn chân thành. Nhiều người già không có bạn bè hay sở thích riêng. Khi về già, họ sống rất cô đơn. Đến 50 tuổi nên hiểu chân lý bà con xa không bằng láng giềng gần, và trân trọng những người bạn tương đối thân thiết với mình. Ai cũng phải sống trong hiện tại và hướng về tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn có thể kiêu ngạo và sống cuộc sống hạnh phúc một mình. Tự do thực sự là tự do với những hạn chế. Hạnh phúc thực sự là học cách quan tâm tới người khác và được chăm sóc. Giữ sức khỏe tinh thần. Tuổi càng già càng phải duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp cường tráng thân thể, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Sống đến tuổi này, vui một ngày là lãi một ngày. Nếu dùng tiền mà mua được niềm vui thì hãy học cách dùng tiền. Nếu nghỉ ngơi lười biếng mà đổi lại được niềm vui thì hãy nghỉ ngơi lười biếng. Vì điều cơ bản cần nhất những người sau 50 tuổi cần là sự vui vẻ. Ba cảnh giới cao của đời người: nhìn xa, nhìn thấu và xem nhẹ. Kính thưa quý vị, đời người có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được. Đó chính là nhìn xa, nhìn thấu và xem nhẹ. Chỉ nhìn xa, người ta mới có thể nhìn được bao quát
và đem mọi thứ ôm ấp vào trong lồng ngực của mình. Khi có thể nhìn thấu, người ta mới có thể hiểu rõ được sự vật, sự việc, con người. Và chỉ khi xem nhẹ mới có thể có được sự khoái hoạt, ung dung và thoải mái. Một người chỉ khi có thể nhìn xa thì mới có thể nhìn thấu, và chỉ khi đã nhìn thấu tỏ rồi mới có thể xem nhẹ được. Rất nhiều khi, điều khiến chúng ta cảm động không phải là lời nói chỉ thẳng ra, cũng không phải bởi vì nhận được tình cảm mãnh liệt, mà là tới từ sự bình thản mà người khác cho là vô vị. Cuộc sống luôn có muôn nghìn việc hệ trọng, ẩn chứa cả những ngọt bùi và cay đắng. Đời người xét đến cùng vẫn là bị ảnh hưởng nhiều bởi tâm cảnh. Người có nhiều dục vọng, tham muốn thì luôn mệt nhọc, bị phiền nhiễu bởi cái này cái kia. Người có ít ham muốn thì thường sống thanh nhàn, đạm bạc. Người có thể xem nhẹ thì hạnh phúc mới nhiều. Đơn giản là cảnh giới cao của đời người. Cổ nhân có câu: người có cảnh giới thì tự nhiên có phẩm cách cao. Cảnh giới cao nhất của nhân sinh kỳ thực chính là sự chất phác tự nhiên, sự đơn giản trong cách nghĩ, trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là một loại cảm thụ, nhưng không phải tất cả cảm thụ đều là hạnh phúc. Đời người rốt cuộc phần nhiều vẫn là sống trong tâm cảnh. Người xem trọng thường đau khổ, xem nhẹ thường tiêu sái. Người chấp nhất vào điều gì đó thường bị mê lạc. Người hiểu thông tỏ thường lại không bị vướng mắc gì. Tại một thị trấn nhỏ của nước Anh, có một chàng trai hàng ngày kiếm sống bằng cách hát xong trên đường phố. Cũng ở khu đó, có một cô gái người nước ngoài rời xa gia đình tới đó để làm thuê đã nhiều năm. Cả hai thường tới một nhà hàng nhỏ để ăn cơm. Thế là sau nhiều lần gặp nhau, họ đã trở nên thân thiết. Một ngày, cô gái người nước ngoài nói với người thanh niên rằng: đừng đi hát xong nữa, hãy làm một nghề nghiệp gì đó đi. Tôi giới thiệu cho anh đi nước ngoài dạy học nhé. Ở đó, anh hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện tại ở đây. Người thanh niên nghe xong, lúc đầu còn có chút bất ngờ, sau đó mới hỏi lại: chẳng lẽ công việc hiện tại của tôi không phải là một nghề nghiệp ư? Tôi thích nghề này, nó mang tới cho tôi và những người khác niềm vui, có gì là không tốt chứ? Tôi cần gì phải đi xa nghìn trùng, bỏ lại người thân, bỏ lại gia đình, đi làm công việc mà tôi cũng không yêu thích. Ở đây, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, họ đều ngạc nhiên, họ không hiểu được tại sao, chỉ vì